cuộc thi quan trọng nhất của đường lên đỉnh Olympia năm thứ 19. Nghệ An, Khánh Hòa, Cần Thơ, Đắk Lắk, 4 điểm cầu truyền hình đã được xướng tên. 4 chàng trai đang tiến dần đến chiếc vòng nguyệt quế cuối cùng, chiếc vòng nguyệt quế xanh giá nhất. Trần Thế Trung, Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An, mã số 1. Nguyễn Hải Đăng, Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa, mã số 2. Nguyễn Bá Vinh, Trung học phổ thông chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ, mã số 3. Đoàn Nam Thắng, Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Xu, Đắk Lắk, mã số 4. Những chàng trai may mắn đã chạm tới ước mơ của mình, ước mơ chinh phục đỉnh trí thức Olympia. Trung tự tin, Trung tất thắng, đó là câu khẩu hiệu của những bạn học sinh tại trường chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An để cổ vũ cho Thế Trung, một trong 4 thí sinh tham gia trận chung kết đường lên đỉnh Olympia năm 2019. Và Thế Trung cũng là chủ nhân mới của chiếc vòng nguyệt quế vinh quang chỉ cách đây khoảng gần 1 tiếng đồng hồ. Và hãy cùng chúng tôi nhìn lại khoảnh khắc chiến thắng đầy cảm xúc, đầy xúc động của Thế Trung. Tôi vẫn còn nhớ trong những cuộc thi trước thì Thế Trung đã chia sẻ: em muốn dành vòng nguyệt quế này cho một người rất đặc biệt. Cho chị gái của em. Và lúc này thì bạn có muốn nói gì không về người đặc biệt đó, về món quà mà bạn mong muốn được dành tặng? Chị ơi, cuối cùng chúng đã được đứng trên sân khấu của trận chung kết Olympia năm thứ 19. Cũng là ước mơ mà chị đã nói với chúng ngày xưa. Và chúng đã đạt được ước mơ của mình mặc dù kết quả có ra sao. Cảm ơn chị đã luôn luôn truyền cảm hứng cho chúng. Vâng, đó là những lời mà Thế Trung gửi cho người chị đã khuất của em. Hai chị em đã cùng nhau xem Olympia từ những ngày còn rất bé. Và Trung ơi, hôm nay em đã mang được phần quà về cho chị gái của mình rồi. Xin chúc mừng Thế Trung. Những giây phút chiến thắng vỡ òa đầy xúc động, và phóng viên của chúng tôi đang đứng ngay cạnh Thế Trung lúc này để cùng bạn chia sẻ về chiến thắng vừa rồi. Chúng ta hãy cùng đến với cuộc gặp gỡ trực tiếp ngay sau đây cùng phóng viên Duy Linh. Xin mời anh. Vâng, xin chào anh Hạnh Phúc, xin chào quý vị khán giả. Hiện nay tôi đang là người may mắn được đứng cạnh chàng trai được quan tâm nhất trong buổi sáng ngày hôm nay. Xin được giới thiệu bạn Trần Thế Trung, quán quân của đường lên đỉnh Olympia năm 2019. Vâng, xin chào bạn. Em chào anh ạ. Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Chuyển động 24 giờ của VTV ạ. Vâng. Chắc hẳn thì bây giờ thì cái cảm xúc lâng lâng chiến thắng nó vẫn đang còn rất mạnh mẽ cho bạn phải không ạ? Vâng ạ, thực sự là em đến bây giờ vẫn chưa thể tin được là em đã giành được chức vô địch của đường lên đỉnh Olympia năm thứ 19. Vâng. Vậy thì bạn đã hơn 10 năm rồi thì Nghệ An mới có một thí sinh lọt vào vòng chung kết của đường lên đỉnh Olympia. Và bạn còn là thí sinh đầu tiên giành được vòng nguyệt quế. Vậy thì bạn có muốn chia sẻ gì với những người hâm mộ, những người ủng hộ mình không? Em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc tới tất cả những người hâm mộ và những thầy cô, bạn bè, gia đình, nhà trường đã cổ vũ cho em trong suốt thời gian em tham gia chương trình đường lên đỉnh Olympia. Mọi người đã cất cống để ra quảng trường mặc dù giữa trời nắng như thế này để cổ vũ cho em. Chắc hẳn bây giờ mọi người cũng đã rất là mệt mỏi rồi, nhưng mà mọi người vẫn cố gắng như vậy. Em thấy rất là cảm ơn mọi người và rất là có lỗi với mọi người. Tại sao lại có lỗi ạ? Chỉ vì bản thân em, mọi người phải dâm nắng đây. Ở những ngày khoảng vài tuần trước thì ở Nghệ An còn có mưa nữa, nhưng mà mọi người vẫn đi tập flash mob và kể cả ngày nghỉ thì cũng đi tập và để cho cô đơn hình có một chương trình thật là chú toàn và làm thôi mọi người quá. Thực ra thì cái vòng trước vòng nguyệt quế mà bạn mang về thì khiến cho những cái công sức đó của mọi người được đền bù rất là xứng đáng. Có một cái chi tiết trong cái cuộc thi chung kết mà tôi rất là nhớ, đó là bạn nói là bạn dành cái chiến thắng này cho chị gái của mình. Hẳn là chị gái của bạn là người đã mang lại nguồn cảm hứng rất lớn cho cái chiến thắng này của bạn đúng không? Vâng ạ. Trước đấy thì chị của em vẫn thường hay xem Olympia cùng với em. Và những trận chung kết thì chị cũng thường động viên em là trong tương lai hãy cố gắng tham gia chương trình và để thể hiện kiến thức và thỏa niềm đam mê của bản thân. Chị đã động viên em rất nhiều, cũng như là có một thời gian chị đã giúp đỡ em rất nhiều trong học tập ạ.
Vậy thì bây giờ khi mình đã trở thành người chiến thắng rồi, mình đã mang được vòng nguyệt quế về rồi, vậy thì những kế hoạch của bạn trong tương lai là gì? Thực ra thì bây giờ sau khi đã vô địch rồi thì bây giờ đầu tiên em về sẽ cố gắng hoàn thành năm học thứ 12 thật là tốt để có một kết quả tốt trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia sắp tới. Em sẽ tiếp tục với những cái hoạt động ngoại khóa và đặc biệt là với đứa con đầu tiên của em tại Phán là câu lạc bộ Olympian Sơn Phán. Cũng như là em sẽ cố gắng chọn ra cho mình được một định hướng thích hợp với đam mê của mình nhất để tiến tiếp đến con đường đại học và kiếm cho mình công việc làm phù hợp. Vâng, xin được chúc mừng bạn một lần nữa về chiến thắng vừa rồi. Cảm ơn những chia sẻ của bạn. Vâng, chúc cho những cái dự định của bạn sắp tới sẽ thành công. Vâng, còn bây giờ xin được trả lại trường quay với anh Hạnh Phúc ạ. Xin được cảm ơn anh Duy Linh và xin được chúc mừng Thế Trung một lần nữa.